Vô Mai chích chè bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì em quay một cái lô mai dạo Thủ Đức ghép cả nhà. Chính vì cả nhà nhìn thấy cái hoa nè, cánh rất là nhiều. Dạo Thủ Đức thì từ 8 đến 12 cánh ha. Loại này thì nó nở mấy ngày rồi cả nhà, nó rụng nhị rồi nè, nhưng mà cái hoa nó vẫn còn màu sắc rất là đẹp. Mà cả nhà biết cái dạo Thủ Đức nó 8 đến 12 cánh thôi, tuy nhiên mà nếu mà chúng ta nuôi liền cốt 100% á cả nhà thì cái hoa của nó đủ sức, nó rất là to nha. Đó, đây là trên dạo Thủ Đức nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 cánh luôn cả nhà. Đó, cái này là mai dạo Thủ Đức nha. Thì cái lô này nó đã liền cốt 100% cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy và tụi em đã uống cái thân giữa như thế này đây, uống cái dáng lông hết rồi nha. Nói chung cây này, cây nào tụi em cũng uống hết rồi. Và đặc biệt cái này là gần 2 mùa rồi cả nhà. Em Tết đôn ra một cơi và bây giờ nó đang chuẩn bị ra cơi 2. Đó, cả nhà nhìn tay chân em ghê quá. Đây là nó đang ra cơi 2 nha cả nhà. Đó. Bởi vì cái dạo Thủ Đức này bán rất là chạy hàng. Lý do là cả nhà biết sao không? Mà cái mô hình kinh tế hiện tại đang phát triển chính là chúng ta trồng cái loại dạo Thủ Đức liền cốt này, đắp mô trồng á cả nhà. Thì sau này nó sẽ liền cốt và càng trồng thì nó càng lớn, cái giá trị kinh tế của nó sẽ rất là cao. Thì hôm nay em giới thiệu cái lô này cả nhà. Cái lô này thì em được tầm khoảng 500 cây nha, 500 cây. Nói chung là em đã uống thân giữa hết rồi. Rễ thì tất cả đều xử lý rễ, rễ thì đủ kiểu cả nhà, cây nào cũng xử lý đủ kiểu hết nha. Rồi bây giờ em xin đo theo gang tay nha. Thì đây cả nhà nhìn đây là em đo từ cái mặt phân đi lên nha. Một gang, hai gang tay của em nha, tầm khoảng 3 tấc rưỡi, 3 tấc 8 ha. Thì cái gang của em chắc khoảng tấc 8, hai cái thì hai gang thì chắc khoảng 3 tấc 6, 3 tấc 7 gì trở lên thì cũng có cây cao hơn ha. Đó, cái loại mai dạo Thủ Đức này, loại này thì mai truyền thống, mai đẹp từ xưa đến giờ đó cả nhà. Là cái loại mai mà Tết chúng ta thường đi bán ở ngoài chợ về chân Tết á. Đó, cây nào cũng uống cái thân như thế này nha cả nhà. Đây, đó, cả nhà nhìn thấy nha, cây thì cũng từ 3 tấc rưỡi đi lên ha. Đây, cả nhà nhìn thấy uống cái thân lắc hết nha, uống cái dáng lông hết. Cây thì chuẩn bị ra thêm một cơi đọt nữa, rất là ok luôn. Đây cả nhà, về mấy cái dây này chúng ta háo ra giùm em nha, do nhiều quá em không có thời gian tháo. Rễ thì xử lý hết nha, cây nào cũng xử lý rễ hết nha cả nhà. Liền cốt đã 100% cả nhà, nhìn cái gốc ghép và cái bo nó đã liền với nhau, liền thân hết rồi ha. Đó, em muốn như thế này đây. Đó, cây này thì về chúng ta tưới dưỡng rễ nữa, trồng đất trồng chậu thì ok, nó sẽ chuẩn bị bắn ra một đợt nữa, một cơi hai. Cơi hai nữa thì cây rất là xum xê luôn cả nhà. Loại này cũng rất là dễ chăm, dễ trồng ha. Đó, đây, đây cả nhà nhìn thấy nha. Cây nào em cũng uống cái dáng lông hết nha cả nhà. Đó, em sẽ quay nè. Đó, cây như thế này nó chưa nhiều nhánh, lý do là nó đang chuẩn bị ra cơi hai thôi. Tết là do hàng đôn nha cả nhà, rễ thì xử lý hết ha. Đó, cây nào cũng uống thân như thế này đây, rất là đẹp. Đó. Rồi lâu lâu mới có một lô đẹp như thế này ha cả nhà. Thì loại này em bán với giá là 150 ngàn một cây. Ai lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha. 3 cây thì bao phí vận chuyển, còn nếu mà 2 cây á, thì phụ em 30 ngày thì ship nha cả nhà. Đó chính là mai dạo Thủ Đức nha. Dạo Thủ Đức liền cốt ha. Rồi, bên này em có một cái lô cúc hoàng hậu cả nhà. Đó, cây cúc hoàng hậu lô này cực này đẹp nha, gốc to ha. Loại này thì em bán với giá là 250 ngàn một cặp nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Đây chính là giống cúc hoàng hậu nha. Đó, đây. Rồi, cúc hoàng hậu 250 ngàn một cặp nha cả nhà. Cây cao khoảng gang tay em thôi nhưng mà cây rất là ngon luôn. Loại này về chúng ta để già xíu là lấy bo được luôn cả nhà. Còn hàng đại lộc nha. Đại lộc thì em có loại 100 ngàn một cây cả nhà. Cao khoảng 2 tấc mấy đến 3 tấc nha. Đó, giá 100 ngàn một cây. Nếu ai lấy 3 cây thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Nói chung đại lộc nó có 2 lô cả nhà. Còn một 3 lô lận chứ. Còn một lô bên đây nữa nè. Bên đây thì cây nó già mùa hơn cái kia ha. Đó, cái này bên đây là hàng đôn. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, cái mắt dáng của nó thì cũng liền à, liền được khoảng 6-70% á. Đây nè, cả nhà nha. Chó, cái này đã đôn, chuẩn bị ra cơi đọt nữa cả nhà. Loại này thì 350 ba cây nha, 350 ba cây. Nếu mà ai lấy ba cây thì em bao phí vận chuyển nha cả nhà. Đó, nó như thế này, rễ thì xử lý hết nha. Cây nào cũng có xử lý rễ hết. Rồi đây nha cả nhà. Rồi đây là 350 ngàn ba cây, em bao phí vận chuyển nha. Đây chính là lô đại lộc ha. Đại lộc này, đại lộc đôn nè. Rồi hàng bên đây chính là hàng dảo siêu bông nha cả nhà. Dảo siêu bông, siêu nụ nha. Nó nụ rất là nhiều. Cái loại này Tết nó cho nụ đặc gấp hết cả nhà. Đó, đây nè, cây thì đợt này cây nó xum xuê nha.
nó cao khoảng một gang tay em hơn, chứ khoảng 2 tấc mấy á, nhưng mà cái hàng đôm nó có nhánh rất là nhiều cả nhà. Đó, cái này về chúng ta lấy bo được liền luôn. Đó, cây rất là ok ha. Đây nè cả nhà, cái này về cắt lấy bo nha. Đó, loại này thì em bán với giá là 250.000 một cặp nha. Ai lấy một cặp thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Hoa rất là đẹp nha, hoa 8 đến 12 cánh và đặc biệt là cái loại này rất là dễ chăm, dễ trồng đây. Trồng đất, trồng chậu đều ok nha cả nhà. Đó, cây lùn liền nhưng mà có nhiều nhánh xum xuê ha. Rồi, loại này em bán với giá là 250.000 một cặp nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Và tiếp tục bên này, em sẽ tiến về, đây là giả siêu ngụ nè cả nhà. Cây rất là đẹp nha. Trong điện thoại lúc nào cả nhà nhìn thấy nó cũng sẽ cao và lớn hơn bên ngoài, cho nên cả nhà nhìn cái gang tay em đo giúp em nha. Thì loại này là 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển nha, rễ thì xử lý hết ha. Rồi và tiếp bên này, bên này là một cái lô, đó chính là giống cúc quý phi nha cả nhà. Cúc quý phi thì hoa rất là đẹp. Đây, một gang tay của em. Loại này 300.000 một cặp, em sẽ bao ship nha. 300.000 một cặp, bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Loại này về lấy bo được liền á cả nhà. Đây ha, 300.000 một cặp, bao ship nha cả nhà. Rồi đây là cúc quý phi nha. Còn cái lô bên đây là lô giả hương đất đây. Đó, cây nó uống dáng lông hết cả nhà. Cả nhà nhìn thấy rất là đẹp ha. Cái này vô thế hết rồi. Rồi cái này loại này nãy em giới thiệu 150, cây 3 cây bao ship á. Rồi, còn bên đây cả nhà, bên đây là bạch mai nha, bạch mai tân tân. Thì cái loại này nó nhiều cánh hơn bạch mai miếng điện ha. Loại này em bán 100.000 cây nha cả nhà. Cây cao chắc khoảng tấc mấy, dễ thì xử lý hết nha. Rồi còn bên đây là cúc gia đình nha cả nhà. Cúc gia đình thì hoa hôm bữa em có giới thiệu với cả nhà, hoa rất là đẹp, cái độ tròn của nó nhìn dễ thương á. Thì cao khoảng gang tay ha. Loại này thì em bán với giá là 300.000 một cặp nha. Còn bạch mai tân tân thì bán 100.000 cây ha cả nhà. Rồi tiếp bên đây, cái lô hoa hồng thanh tú đợt trước á thì em bán hết rồi. Em mới về cái hoa hồng thanh tú nữa nè cả nhà. Thì cái loại này nó vô trong cái bịch như thế này, đáng lẽ em tính thay qua chậu. Tuy nhiên thì em sợ trong cái quá trình vận chuyển mà em thay chậu rồi vận chuyển nữa thì về sợ nó mất sức cây, cho nên là em vẫn để như thế này. Cả nhà về để trong nhận hàng rồi để khoảng tầm 5 ngày ở trong trong bóng râm á cả nhà. Xong rồi sau đó thay chậu ha. Thay chậu thì chúng ta nhớ là đừng bỏ cái phân ở trong cái cây này nha, đừng vũ bỏ hết cái phân mà chúng ta hãy thêm phân vô. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mọi người cũng đừng thay chậu lớn quá nha. Nếu mà chậu lớn quá thì em sợ là cái phân nó sẽ bị lèn rồi nó sẽ làm úng rễ, nên cây nó sẽ chậm phát triển nha cả nhà. Đó, đây là cúc hoa hồng thanh tú nha, cao khoảng tấc mấy đến 2 tấc nha. Đó này. Rồi cái loại này thì em bán với giá là 350.000 một cặp nha cả nhà. Lô này rễ đẹp, rễ đủ kiểu hết nha, cuốn đủ kiểu hết này. Rồi đây cả nhà, đó, giá là 350.000 một cặp nha. Cả nhà nhớ nhìn cái bịch giùm em nha cả nhà. Nó về chúng ta từ từ thay chậu là giúp em nha. Đáng lẽ em thay nhưng mà em sợ khi gửi đi sợ nó mất sức cây cho nên là không có dám thay. Rồi đây ha, cho nên cả nhà về thay giúp em nha. Đó, cái hoa hồng thanh tú này đợt đỏ rất là đẹp nha. Cây thì em giới thiệu rất là cụ thể nha cả nhà. Lô nào thì em giao lô đó, cho nên cả nhà xem và lưu ý giúp em về cái thông số em đo nha cả nhà. Đó, đây. Rồi bên đây chính là giống cúc tu long ha. Tu long thì em có hai loại. Thì loại này là giá là 100.000 một cây. Đây 100.000 một cây loại tu long này. Dạ một hồi sẽ có một cái lô kia là 125.000 cây nha cả nhà. Đây rễ xử lý hết nha. Đó, đây lô này rễ đẹp nè. 100.000 cây nha cả nhà, cúc tu long ha. Rồi bên đây là giống cúc cam. Đây cúc cam nha. Cây khoảng tấc mấy đến 2 tấn, rễ xử lý hết nha cả nhà. Đó, cây nó như thế này nha. Rồi em đo nè. Rồi nhớ mọi người nhìn cái thông số giùm em nha cả nhà, chứ đừng nhiều khi nhìn trong cái tivi á, trời nhìn nó lớn lắm bên ngoài mất cái nó không có bằng rồi. Mọi người nói em giao không đúng cây thì tội nghiệp em nha. Thì cúc cam loại này em bán với giá là 90.000 một cây nha cả nhà. 3 cây thì em bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi bên đây chính là giống cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong nha. Đó, cây rất là ngon nha. Đó, cây rất là cứng cáp rồi. Thì lô này em bán với giá là 250.000 một cặp nha cả nhà. Đó. Thì cái này về chưa lấy bo được liền. Chúng ta để cho nó già lá rồi ha, xong rồi chúng ta mới lấy bo nha.
Cây này thì 250 ngàn một cặp nha. Em sẽ bao phí vận chuyển để chúng ta lấy một cặp. Rồi bên đây là quá nhiều giống cả nhà. Bên đây là cúc đọt đỏ nè. Đó cả nhà nhìn thấy ha. Đây là cúc đọt đỏ này là giá 80 ngàn cây nha cả nhà. Nó đọt đỏ thì hoa nó cũng cao nhiều cánh ha. Giá chỉ 80 ngàn một cây thôi nha. Ba cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Đó chính là cúc đọt đỏ nha. Rồi qua bên này. Bên này chính là cái giống cúc không nhị của Hoàng Quyết Long cả nhà. Cúc không nhị Hoàng Quyết Long. Thì cúc không nhị loại này rất là đẹp nha. Cây thì cao chứ cũng khoảng gang tay của em nè. Đây cả nhà ha. Loại này thì em bán với giá là 250 ngàn một cặp nha. Em sẽ bao phí vận chuyển nếu chúng ta lấy một cặp. Rồi bên vườn em thì nếu mà mua cái chương trình mà 10 thì em sẽ tặng một cây nha. Đây cao khoảng gang tay em nha cả nhà. Đây. Rồi một cây tay em nha. Đó chính là cúc không nhị Hoàng Quyết Long. Giá là 250 ngàn một cặp. Em sẽ bao phí ship nếu chúng ta lấy một cặp nha. Còn bên đây là giống nu xù cả nhà. Đó, đây là giảo nu xù. Mấy cái này ghép nu hết rồi nè. Nó nu ngay chỗ cái mắt bo xanh hết rồi ha. Loại này thì em bán với giá là 350 ngàn một cặp nha. Nếu mà ai lấy một cặp em vẫn bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Em sẽ lựa mấy cây tốt mình em giao cho khách ha. Đó 350 ngàn một cặp bao ship nha cả nhà. Bên này tiếp tục bên này chính là giống cúc đọt xanh. Đó cúc đọt xanh này thì cúc đọt xanh bông chùm nha. Mấy hôm trước nó có hoa thì em cũng có quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Và loại này nó dễ chăm lắm cả nhà. Đó nhìn cả nhà nhìn thấy cây nó rất là phát triển nha. Rồi đây em sẽ đo một gang tay nha. Một gang tay nha cả nhà. À, loại này em bán giá là 100 ngàn một cây. Ba cây em sẽ bao phí vận chuyển. Rễ thì đều xử lý rễ hết nha cả nhà. Đó cây nào cũng có rễ hết. Đây em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó, rễ như thế này đây. Đó. Đây nha. Rồi 100 ngàn một cây. Ba cây em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Còn bên đây là cái giống mai vừa che hoa vừa che lá cả nhà. Đó chính là giống giảo bạch kim ha. Đó. Chuyển chín màu lá. Màu lá non rất là đẹp. Tới già thì nó sẽ cẩm thạch. Nhưng mà hoa của nó là màu vàng nha. 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Đó. Loại này thì bán với giá là 200 ngàn một cây, 400 ngàn một cặp nha. Cây này nó bị quẹo bò, sức bò. Đây cả nhà. Rồi đây. Đó, 200 ngàn một cây nha. Nếu mà ai lấy một cặp thì bao phí vận chuyển 400 ngàn một cặp. Rồi và tiếp tục bên đây cả nhà. Bên đây chính là giống cúc 2 tầng của Quỳnh Tấn Phát nha. Đây, 2 tầng thì cây cao chắc khoảng gang tay em yếu một chút ha. Loại này thì xử lý rễ hết nha. Cái này em bán với giá là 100 ngàn một cây. Ba cây lượng cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Còn mua 10 thì em sẽ tặng một nha cả nhà. Còn bên đây chính là giống giảo lai. Giảo lai thơm bông chùm. Đó, đây. Cây thì nó như vậy nha. Cây thì nó không có cao. Đây giảo hàng đôn cả nhà. Loại này em bán với 90 ngàn một cây nha. Giảo thơm lai thơm bông chùm. Rồi 90 ngàn một cây. Ba cây em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi bên đây chính là giống giảo cam nha cả nhà. Đó. Màu cam cà rốt đây. Thì loại này em bán với giá là 80 ngàn một cây nha. Ba cây thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Nó như thế này nha cả nhà. Màu giấu cam á. Rồi và tiếp tục trong đây chính là cúc phượng hoàng nha. Cúc phượng hoàng. Đây phượng hoàng nha cả nhà. Cây nó như thế này đây. Giá thì 250 ngàn một cặp nha. Em sẽ bao phí vận chuyển nếu chúng ta lấy một cặp nha. 250 ngàn một cặp nha cả nhà. Đó đây chính là giống cúc phượng hoàng ha. Còn bên đây cả nhà, bên đây chính là giống cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ ha. Đó, một gang tay. Bông này nó rất là ú nu ú nần luôn. Bông nó phùng y như là một cái bông hồng. Thì mấy cái clip trước cũng có hoa nở gió thì em cũng có quay cho cả nhà mình cùng xem á. Thì loại này em bán với giá là 80 ngàn một cây. Ba cây em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nha. Đây chính là cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ nha cả nhà. Đây bên đây là giảo nu xù nữa. Đây. Bên đây là cúc nhị đỏ nha. Nhị đỏ nha cả nhà. Loại này thì 250 một cặp nha. Cúc nhị đỏ 250 một cặp. Đó, cái lô này gốc to nè. 250 ngàn cặp bao ship nha cả nhà. Đây, và em qua tới
bên này là cái giống cúc tư lông. Hồi nãy cúc tư lông thì cái loại gốc nhỏ hơn thì giá 100.000 cả nhà, còn cái lô này thì giá là 250.000 một cặp. Bông của cúc tư lông đây rất là đẹp cả nhà, nó nụ gió thôi mà bông nó to như thế này ha, mọi người nhìn thấy nè, cánh rất là nhiều luôn, cùng cánh luôn ha. Đó, đây chính là cúc tư lông nha. Thì loại này, cái lô này gốc to cả nhà. Đó, mấy cái kia thì nó bằng cái búp bi à, nhưng mà cái loại này thì lớn hơn, thì loại này em bán giá là 250.000 một cặp nha cả nhà. Nếu mà lấy một cặp thì em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Hoa rất là đẹp luôn. Đây chính là giống cúc tư lông ha. Rồi bên đây chính là giống cúc thọ hương nha cả nhà. Thọ hương ha. Thọ hương thì hoa chùm, mọi người đã biết rồi, hoa chùm, hoa dễ, rất là dễ xử lý hoa. Thì cái loại này em bán giá 100.000 cây nha. Nó gốc đẹp, cây cao thì chắc khoảng một gang tay của em thôi, cây nhưng mà cây khỏe lắm đó. Rồi đây là giá 100.000 một cây, ba cây là bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi đó chính là các cái giống mai bên vườn mai nhà em cả nhà. Còn một cái loại nữa chứ, đó chính là mai tự quấn. Đây chính là mai tự xoắn nha cả nhà. Xoắn này nó lăn quăng như thế này đây. Thì loại này là em bán 400.000 ba cây nha. Em sẽ bao phí vận chuyển nếu chúng ta lấy ba cây ha. Đó, cái này nó quấn nha. Em đo ngón tay này cả nhà. Nó bằng cái ngón tay của em thôi, và cái gốc của nó thì bằng ngón tay tỏ của em đi lên ha. Loại này thì bán là 400.000 ba cây, bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Rồi, ở đó chính là các cái giống mai nên vườn mai nhà em. Mọi người thích thì xin hãy liên hệ nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.